Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thầy chia sẻ về tập 13 trong danh sách phát các câu hỏi vận dụng cao. Đề bài thầy lấy ở câu 45 đề tham khảo môn toán năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung đề bài như sau. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình 2x cộng 2y trừ z trừ 3 bằng 0 và hai đường thẳng D1 có phương trình x trừ 1 chia 2 bằng y chia 1 bằng z cộng 1 chia trừ 2 và D2 có phương trình x trừ 2 chia 1 bằng y chia 2 bằng z cộng 1 chia trừ 1. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng P, đồng thời cắt cả hai đường thẳng D1 và D2. Thực ra thì bài tập này ở mức độ không khó lắm. Xin mời các bạn hãy cùng làm bài tập này trong khoảng thời gian hơn 1 phút. Thầy giải bài tập này như sau. Trước tiên ta ký hiệu delta là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng P và đồng thời cắt cả hai đường thẳng D1 và D2. Ta có delta cắt đường thẳng D1, cho nên tọa độ giao điểm phải thỏa mãn phương trình đường thẳng D1. Như vậy ta có giao điểm của delta và D1 là điểm A phải có tọa độ dạng 1 cộng 2A, A trừ 1 trừ 2A. Ở đây A là một số thực mà chúng ta đang phải tìm. Tương tự delta cắt D2 thì khi đó tọa độ giao điểm của delta và D2 có dạng điểm B có tọa độ 2 cộng B 2B trừ 1 trừ B. Chúng ta tính được vector AB có tọa độ 1 cộng B trừ 2A 2B trừ A trừ B cộng 2A. Nhìn vào mặt phẳng P, ta có vector pháp tuyến của mặt phẳng P có tọa độ 2, 2, trừ 1. Tiếp theo ta lý luận, vì đường thẳng delta vuông góc với mặt phẳng P, nên ta có vector AB và vector pháp tuyến của mặt phẳng P cùng phương với nhau. Vector AB là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Như vậy, vector chỉ phương của đường thẳng delta cùng phương với vector pháp tuyến của mặt phẳng P. Quan sát vào các đáp án thì ta thấy vector chỉ phương của đường thẳng delta trong đáp án A và đáp án D là cùng phương với vector NP, còn trong đáp án B và đáp án C là không cùng phương. Do đó chúng ta có thể loại được đáp án B và đáp án C, giữ lại đáp án A và đáp án D. Và từ điều kiện hai vector này cùng phương, ta rút ra tỷ lệ 1 cộng B trừ 2A chia 2 bằng 2B trừ A chia 2 bằng trừ B cộng 2A chia trừ 1. Phương trình này tương đương với hệ phương trình 1 cộng B trừ 2A chia 2 bằng 2B trừ A chia 2 và phương trình 2B trừ A chia 2 bằng trừ B cộng 2A chia trừ 1. Tức là A cộng B bằng 1 và 3A bằng 0. Giải ra ta được A bằng 0, B bằng 1. Thay vào tọa độ điểm A và điểm B, ta được
Điểm A có tọa độ 1, 0, trừ 1. Điểm B có tọa độ 3, 2, trừ 2. Sau khi ta tìm được tọa độ hai điểm A và B, thì ta sẽ kiểm tra xem hai điểm A và B thuộc đường thẳng delta trong đáp án A hay trong đáp án D. Ta thay tọa độ điểm A và điểm B vào một trong hai phương trình đường thẳng ở đáp án A hoặc đáp án D. Chẳng hạn, thầy thay vào phương trình đường thẳng trong đáp án A, ta được. Thay tọa độ điểm A vào ta được 1 trừ 3 chia 2 là trừ 2 chia 2 bằng 0 trừ 2 chia 2 bằng trừ 1 cộng 2 chia trừ 1. Điều này đúng. Như vậy điểm A thuộc đường thẳng delta trong đáp án A. Và ta có. Thay tọa độ điểm B vào thì ta được 3 trừ 3 chia 2 bằng 2 trừ 2 chia 2 bằng trừ 2 cộng 2 chia trừ 1. Điều này cũng đúng. Chứng tỏ điểm B thuộc đường thẳng delta trong đáp án A. Như vậy, hai điểm A và B thuộc đường thẳng delta trong đáp án A. Do đó, ta chọn đáp án A. Như vậy, trong video này thầy đã chia sẻ về một bài tập không quá phức tạp thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian. Và video đến đây thầy xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ thầy. Và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Toán học đam mê của thầy bằng cách like và share để mọi người cùng được biết đến video. Thank you for watching. See you the next video.